bạn thân mến, hôm qua trên mạng xã hội tôi gặp một status của tiến sĩ văn học Đào Tuấn Ảnh. Chị lớn hơn tôi 1-2 tuổi. Tôi có vinh dự được kết bạn với chị, biết tôi cũng là người ham đọc sách. Có lần chị gọi đến nhà, chú đến, chị cho một tạ sách. Ôi, nghe nó lạ lùng, tại sao lại như thế? Bởi vì chị chuyển nhà, một tiến sĩ văn học, sách cũ cũng nhiều, nhưng một tạ sách mấy ấy là một tạ sách mới tinh, đóng bìa cứng đẹp vào dịp 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Thì những nhà xuất bản nào đó in, chị đâu có đọc những cái đó, đọc từ lâu rồi. Cuối cùng tôi có một tạ sách, những quyển in bìa cứng đẹp và không ai đọc cả. Thực ra đó là một sự lãng phí của nhà nước về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Thế là tôi mang một tạ sách ấy, và có một dịp tôi đã rủ bạn bè đi Tây Bắc, có một cái xe bán tải, tôi mang tạ sách ấy mang lên tặng cho các trường. Không biết rồi các thầy cô, các em có đọc hay không, nhưng ít ra nó cũng làm đẹp cho những thư viện ở vùng cao. Hôm qua chị gửi đến cho chúng ta một bài viết thú vị, lại không bài viết của chị. Chị là tiến sĩ văn học được đào tạo ở nước Nga. Câu chuyện này liên quan đến hai nhà thơ Thanh Hóa. Cả hai nhà thơ tất cả chúng ta, trong đó có tôi, rất quý mến. Tôi thấy bài rất độc đáo cho nên gửi đến cho các bạn. Nguyễn Duy, một phác họa về chân dung Hữu Loan. Nhà thơ Hữu Loan thì nổi tiếng với bài Màu Tím Hoa Sim, và cuộc đời của ông đã có hàng trăm bài báo rất là phong phú, nhưng tôi cũng chỉ đọc được một số thôi. Nhưng hôm nay tôi gặp bài của Nguyễn Duy, cũng một nhà thơ Thanh Hóa, viết về Hữu Loan. Người thơ bận việc làm người. Ông là nhà thơ đàn anh, người đồng hương xứ Thanh của tôi, nơi nổi tiếng địa linh nhân kiệt. Ông cũng thuộc loại nhân kiệt, mà không chỉ là hào kiệt mà lại còn là công kiệt, một thường dân kiệt quệ theo nghĩa đen. Hồi còn ở quê Đò Lèn, huyện Hà Trung, giáp với huyện Nga Sơn quê ông, tôi chỉ biết ông qua lời đồn và những giai thoại. Cha tôi từng đẩy xe thồ suốt những năm 60 thế kỷ trước, từng quen biết với ông Tú Loan, tức nhà thơ Hữu Loan một thời. Có lần cha tôi hỏi: "Mày đi học có biết thơ của ông xe thồ này không?" Tôi nói không, nhà trường hồi đó không dạy thơ Hữu Loan. Cha tôi nói ông Tú Loan hay chữ lắm, Đỗ Tú Tài Tây làm quan cách mạng thời khởi nghĩa 45, thời kháng chiến chống Pháp, làm thơ nổi tiếng, nhưng rồi chỉ vì cái tính ngang tàng ngang bướng mà bỏ về làm dân đen, cũng bị bắt chẹt, bị nghèo đói xác xơ, đi thổ đá, thổ dưa, thổ chiếu đủ thứ. Cha tôi cũng là dân nhà giàu phá sản sau thời kỳ cải tạo kinh tế, nên rất cảm thông với ông Tú Loan và tỏ vẻ kính nể ông xe thổ này lắm. Cho đến đầu thập niên 70, sau mấy năm làm lính, khi theo học khoa Đại học Văn Tổng hợp Hà Nội, tôi mới được học thơ Hữu Loan. Rồi 20 năm sau, tôi mới được gặp ông. Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày thu năm 1988, tôi đang điều hành cuộc họp cơ quan thường trú của báo Văn Nghệ tại trụ sở 43 Đồng Khởi, chợt có người đến tìm gặp, xưng là nhà thơ Hữu Loan từ quê vào. Lật đật chạy xuống phòng khách, tôi thấy một ông già hom hem, râu tóc lam nham, quần áo xốc xếch hao hao, giống đười ươi thi sĩ Bùi Giáng, ngồi co một cẳng lên ghế. Cái cách đó đích thị là Hữu Loan rồi, theo hình dung của tôi. Tôi ôm chầm lấy ông như người quen thân lâu ngày chưa gặp. Ông nói tuy chưa gặp tôi nhưng có đọc thơ tôi và rất vui mừng vì xứ Thanh bây giờ có đứa làm thơ được như vậy. Ông có thằng con đang làm thợ ở Đồng Nai, vào thăm con rồi đạp xe đi lang thang thăm những ai mà ông muốn gặp. Tôi xin ông ngồi uống trà,
chờ cho tôi kết thúc cuộc họp trong chốc lát. Chừng 15 phút sau, tôi trở lại phòng khách cơ quan, thấy lão thi sĩ đang nằm thẳng cẳng trên ghế salon, đầu gối lên cái cặp giả da to đùng ngáy ngon lành. Chiếc xe đạp lấm láp của ông dựng giữa phòng khách và cạnh đó có đôi dép nhựa sứt quai. Tôi gọi cho mấy người bạn văn nghệ, những người sùng bái thơ Hữu Loan. Chúng tôi quyết định đãi ông một bữa trưa sao cho ông thích thú. Hồi đó, ở công trường Mê Linh trước tượng Đức Thánh Trần có một nhà hàng đặc sản chuyên các món rùa và rắn. Hỏi, ông có sợ món rắn hổ mang bành không? Rắn độc đấy. Ông nói rắn đâu có độc bằng người. Người độc, tao chả sợ, sợ chi rắn độc. Thế là nhà hàng cho biểu diễn màn múa vờn rắn độc. Một con hổ cỡ 2 kg ngóc cổ bành mang phun khè khè. Sau đó rượu huyết rắn, mật rắn, quả tim rắn đập thoi thóp trong cái ly nhỏ dành cho ông nuốt sống. Và các món khác ông gọi chung là một bữa tiệc hùng vĩ. Tiếp đến tiệc trà, chúng tôi ngẩn ngơ nghe ông đọc thơ vanh vách giọng sang sảng. Một bữa tiệc thơ dữ dội, những đèo cả màu tím hoa sim, hoa lúa, những làng đi qua, bài vẻ Thanh Hóa. Khu 4 đẩy ra, khu 3 đẩy vào, muốn chạy sang Lào, Lào không chịu nhận, là do ông truyền cho tôi bữa đó. Rồi Hữu Loan kể vắn tắt về những năm tháng ông sống, cả trong kháng chiến, sau hòa bình, và nhất là thời gian cực kỳ gian nan lận đận ở chính quê nhà. Sau khi ông bỏ Hà Nội về làng, một cuộc đời ngang tàng ngang trái mà cũng thật hiên ngang, một cuộc đời tất tả bận rộn. Chúng tôi hỏi, ông bận việc gì nhất? Ông thản nhiên, bận việc làm người. Sau này, tôi đã lấy mấy lần về thăm lại quê, chuyện đời chuyện thơ dài lắm, nhưng lần đầu gặp nhau năm 1988 ấy để lại trong tôi ấn tượng mạnh nhất. Cũng sau lần gặp đó, tôi có làm bài thơ 4 câu tặng ông mà đến nay mới có dịp chép lại. Thơ tặng cụ Tú Loan. Ngang tàng, ngang trái, nghênh ngang, hồi sim tím một chiều hoang bên đời. Người thơ bận việc làm người, một mai thánh hóa lên trời làm sao. Thành phố Hồ Chí Minh, 19 tháng 3 2010, Nguyễn Duy. Thưa các bạn, sau khi có status của tiến sĩ Đào Tuấn Ảnh đăng lên thì tôi cũng dẫn thêm một cái bình luận của đạo diễn, nhà thơ, họa sĩ Đỗ Minh Tuấn. Bác Hữu Loan khi bị chính quyền áp bức có ra Hà Nội gặp tôi nhờ nói với lãnh đạo cao cấp về bọn cường hào mới. Tôi bảo bác ngồi chờ để tôi lên báo trước với ông Đào Duy Tùng. Ông Tùng lấy sổ tay ra ghi chép. Anh Đào Duy Quát cũng nghe cùng. Tôi bảo để bác Loan lên nói cho rõ hơn. Ông Tùng nói không cần đâu, tôi nắm được rồi, tôi sẽ nói với địa phương. Sau đó ông chỉ thị xuống, yêu cầu địa phương chấm dứt việc đàn áp bác. Bác Loan lại ra Hà Nội thông tin và cảm ơn tôi. Còn một chuyện nữa, cái giai đoạn mà bác làm xe thồ vất vả, vâng, bây giờ ở Nga Sơn vẫn còn lại ngôi nhà cũ của ông. Chúng ta có thể đi du lịch, ghé thăm đó, chụp ảnh lưu niệm rất gần động Từ Thức. Nga Sơn có nhiều phong cảnh rất là đẹp. Thế thì tôi lại cũng đọc được báo chính thống rằng bài thơ Màu Tím Hoa Sim đã được một công ty văn hóa, hình như công ty văn hóa Phương Nam ở trong Thành phố Hồ Chí Minh mua bản quyền cách đây chắc cũng đến 10 năm với giá 100 triệu đồng, to lắm, hồi đó là cả một gia tài. Thế thì chúng ta cũng mừng cho cái giai đoạn cuối đời ông đã cũng có đơn vị mua bài thơ, đánh giá bài thơ, còn chúng ta chỉ yêu xuông thôi, chả giúp gì cho được